What's up, bro? Hi, my name is Imcap. I'm from Mercedes, it's a block. Okay. Rồi hôm nay Đức Mỹ với Tim vừa giành được top 1 đúng không? Yes, sir, chắc chắn là như vậy rồi. Thì cảm xúc của em bây giờ là như thế nào? Không, em bây giờ đói. Nói chung là vui. Tại vì kiểu lần đầu tiên được top 1 của giải đấu thế giới mà. Nên rất là vui. Thì cái tình hình mà khi mà team mình giành được top 1 đó thì cũng được đánh giá là khá là khó khăn á. Thì lúc đấy team mình đã có chiến thuật như thế nào để vượt qua cái khó khăn đó vậy? Thì tụi em cứ bình tĩnh xử lý thôi. Xong đến lúc mà đoạn bó cuối á thì biết là 4m3 rồi. Nên là em kêu tụi nó là bắt cái vị trí đi, mình có xe nè, bắt vị trí nó xong rồi cây mai hoặc là hút đai cái kiểu đó. Còn bắn thôi, nói chung là cứ làm theo như những gì mình đã tính rồi mình làm thôi. Không ai lỗi, không ai lỗi cá nhân là ok. Ok, rồi một lời cảm ơn tới khán giả đang xem ở nhà đi. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tụi mình trong suốt hành trình thi đấu. Cảm ơn tất cả các bạn. Để chào ông kêu. Hello. I love you. Và đừng quên giải đấu PGC 2022 sẽ diễn ra vào 20 giờ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 tới 20 tháng 11 năm 2022. Được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng YouTube, TikTok, Facebook của PUBG Battleground Việt Nam. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và bật chuông thông báo để cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam tại Dubai lần này nhé.